ở đâu mà đẹp dữ vậy con? Cecilia ơi, khi mà đứng bên cạnh con thì cô cảm thấy là... Cô hoàn toàn mờ câm. Mọi người không thấy được một sự tương đồng nào hết hả mọi người? Tương đồng gì em? Em nhìn đi, em lớn hơn nó bao nhiêu tuổi mà cái giò em bằng nó đó. Lam Chi. Mình không phải là Lam Chi mà là Marilyn Monchi. Lam Chi à, mình thấy rất thích bạn, làm bạn trai mình nha. Con tên là Cecilia Thảo Nguyên, con năm nay 8 tuổi, con đến từ thành phố Bà Rịa. Hôm nay con đem đến 5 bộ đồ con thiết kế riêng dành cho cô chú. Thụy Điển. Mặc đồ chi cho sang, cầm bánh mì vậy? Tại vì con nghe chú Hoài Linh hay nói là chú Trấn Thành dành 2 tiếng để tập thể dục mà 8 tiếng để ăn lận. Biết được khung giờ sinh hoạt của anh luôn xịn ơi. Xinh quá hả? Ôi, xinh nhờ. Trời ơi trời. Melting, tan chảy. Trời ơi. Ở đâu mà đẹp dữ vậy con? Cecilia ơi, khi mà đứng bên cạnh con thì cô cảm thấy là... Cô hoàn toàn mờ câm. Mọi người không thấy được một sự tương đồng nào hết hả mọi người? Tương đồng gì em? Em nhìn đi, em lớn hơn nó bao nhiêu tuổi mà cái giò em bằng nó đó. Thôi Cecilia. Con giới thiệu về bản thân mình cho mấy cô chú nghe được không? Con tên là Cecilia Thảo Nguyên, con năm nay 8 tuổi, con đến từ thành phố Bà Rịa. Hôm nay con đem đến 5 bộ đồ con thiết kế riêng dành cho cô chú. Thụy Điển. Phân tích. Thụy Điển. Ủa sao tự nhiên đánh người ta? Bản thân anh phải có chính kiến chứ, anh cãi lại đi, anh có mùa theo mà. Trước hết con muốn mọi người coi qua những bộ sưu tập con đã thiết kế. Bộ đồ đẹp quá chưa kìa. Đầu tiên là bộ bạch sắc cầu vồng. Một ngày á, con vừa mới thấy mưa xong thì bạch sắc cầu vồng nổi lên, cái mẹ không cho con ra chơi, con buồn và chán. Thì con lấy sách ra và con vẽ ra bộ này. Hay quá. Ở con thấy ở Việt Nam không có ai đeo gió là gió bằng da, cho nên con mới vẽ bộ này cho nó đặc biệt hơn. Yeah, hay quá. Con ơi, ví dụ mình mặc cái áo này rồi làm sao mình xài điện thoại cảm ứng con? Quẹt nó đâu có dính đâu. Ăn bánh xèo bóc làm sao con? Thì mình chỉ cần lột bao tay ra thôi là mình gấp được hết lột rồi. Lột thấy được rồi đó. Rồi. Mình đến với bộ thứ hai hả con? Dạ, bộ này là một lần anh con có mở nhạc thì con thấy nhạc đó nó cũng hay, cho nên con nghĩ ra và con vẽ bộ này để mặc đi. Dancing hả? Dạ. À, con bé nó nói chuyện như một người chuyên nghiệp. Đỉnh đạt. Đỉnh đạt quá. Từ tốn. Hay quá con. Bộ này mình có thể đi shopping, đi chơi hoặc là đi dạo phố. Bé tinh tế. Mình đi shopping thì mình phải đi mua quần áo, mình phải thay quần áo á con. Thế cái đoạn lưới này mình lột thế nào? nó hơi lâu con hả? Tại vì nếu mình phải thay quần áo thử thì mới thấy đẹp thì mình lột cái lưới mình... có thể đeo luôn cái lưới và mình thay cũng được. Hay quá. Oh yeah, yeah. I see. Cái chỗ là thường là người ta thiết kế đồng á, không ai mà làm cái túi phía trước hết trơn á. Bé làm được một cái túi hình ngôi sao để bỏ thẻ xe. Tiếp nè. Oh, wow. Bộ này là bộ đuôi cá, con rất là thích bộ này luôn mà con không biết mua nó ở
đâu hết. Cho nên con để dành bộ này để lớn lên con có thể thiết kế để cho mọi người cũng mặc luôn. Cô biết là con thiết kế thời trang rất là đẹp. Bây giờ cô chỉ muốn con nói công tâm một điều là bộ đồ cô đang mặc thì có thể mặc đi đâu được con? Con mà nói đi ngủ là chú vỗ tay tới sáng luôn. Bộ này mình có thể đi chơi, đi shopping, đi dạo phố, còn với lại đi trà sữa nữa. Thật ra là những cái đi của con đó là phù hợp, là mình chỉ ngoại trừ là không đi làm MC nghe, đúng không con? Dạ, mình cũng có thể làm MC mà. Con bé nó có tầm nhìn, nó nhận ra được cái gu thời trang của em. Không mà sao anh thích cái cách nó nói chuyện quá. Nhẹ nhàng, đáng từ yêu tốn. Trời ơi, con rất là sang trọng luôn đó. Cái cốt cách. Mặc cho những câu hỏi vô cùng hóc búa của các chú mà con vẫn trả lời một cách rất là gọn gàng, bình tĩnh, dễ sợ luôn. Mà có dù đi trà sữa nữa chứ. Sao dự cảm không lành? Tụi mình đó cái dáng tròn tròn lủng lủng kia là mi lắm. Tại sao lại chính giữa lại cái hình của anh Chí Tài ở đây vậy? Anh á anh đâu có mập dữ vậy. Phải thôi nghe, đây là anh Chí Tài không phải tôi. Không, đây là năm món quà con dành tặng cho cô chú. Cảm ơn con trước. Mình mở quà được không con, chứ cô nôn quá. Dạ rồi. Quà anh. Two, three. Wow. Ủa nha, cưng nha. Ủa sao con giúp Lào? Giúp Lào. Tại sao con lại thiết kế bộ đồ này cho chú Huy vậy con? Cưng mà. Là tại vì nickname của chú tên là Bắp. Dạ. Và con thấy nó rất là dễ thương, cho nên con thiết kế bộ này cho chú. Đúng rồi. Con bé nó có một cái suy nghĩ rất là chi tiết nha. Hay thì mình nghĩ là bắp là vẽ nguyên một trái bắp, nhưng không, bé vẽ từng hột bắp trên áo. Hay quá. Còn bonus thêm cái này là gì con? Sữa bắp. Dạ đúng rồi. Hay quá. Tại vì mọi thứ của bắp thì con nghĩ nó cũng sẽ là tuyệt vời. Đúng rồi. Vậy tại sao con lại cho chú mang Ngô Kiến Nhi Quy? Mang dép Lào vậy con? Dạ, tại vì thoải mái với lại cũng phải mát mẻ luôn. Dạ. Đúng rồi con ơi. Sẽ cùng đến ngay với món quà thứ hai nha. Tiếp nè. 2, 3. Tóc anh đâu rồi? Sang. Ủa rồi cầm cái gì đó? Ở bánh mì. Ủa tự nhiên mặc đồ chi cho Sang cầm bánh mì vậy? Tại vì con nghe chú Hoài Linh hay nói là chú Trấn Thành dành 2 tiếng để tập thể dục mà 8 tiếng để ăn lận. Biết được khung giờ sinh hoạt của anh luôn xịn ơi. Con ơi, ngoài món mì của anh mè đen đúng không con? Đó là, các em nhìn kỹ đi, đó là con rô. Em bé nó ý là nói anh là người biết tính toán. Wow. Em biết không? Em nghĩ thời gian con bé đó nó chẳng nghĩ tới việc đó đâu. À vậy hả? Con ơi. Con chú đây thấy nè, con gắn cọng ngò lên đầu cái thành chi vậy? Dạ không, cái này là cái gì? Là cái lông á. Con cũng thấy người ta là người nổi tiếng á, mình cũng phải cho người ta thay đổi phong cách. Người nổi tiếng, trời ơi. Cô thấy là con vẽ chú Thành hơi bị ốm quá so với thực tế ở ngoài đúng không con? Sam, tay chân hơi mảnh khảnh đó con. Đừng có làm như vậy, con bé nó làm rất tốt. Nó đang vẽ chú Thành trước khi có hình hài này. Vậy bây giờ mình sẽ đến với món quà tiếp theo hả con ha? Có sữa, có bánh mì rồi. Vậy cái thằng mập nhất là em rồi. Chạy đi đâu được. 2, 1. Thủy thủ mặt trăng. Tại sao mình lại có những cái họa tiết cái nơ rồi hai cái này là cái gì vậy con? Bị phát ban đó em. Con thấy nơ nó rất là dễ thương với lại phù hợp. Và một lần con mở vào cái trang xuất hình của chú Huỳnh Lập á, thì con thấy chú cũng có một bộ là cái nơ. Chú có mặc rồi, người ta mới làm chứ. Nhưng mà con ơi, cái tím tím đó là cái mặt bàn hay là cái ra giường hay là cái màn đó con? Dạ, cái đó là cái áo khoác á.
Khéo quá. Khác mình nóng cho mình trở ra mình buộc hờ hờ hững. Rồi okay. Bây giờ mình sẽ tới với lại nó gần nhất đó. Rồi 3, 2, 1 đó là ủa. Ủa con có thương chú Tú không vậy? Dạ con coi trên gia đình là số 1 á. Đúng rồi, trời ơi, người ta có nghiên cứu về nhân vật đàng hoàng. Nhưng mà thực sự cái bắp chân đâu? Nói đi, nó phải nói lại là không đùa được quả bắp chân này. Không đùa được. Không đùa được quả đấy anh ạ. Nó vặn vơ, nó to. Ủa con, cái đó là đồ thể thao hả con? Dạ đúng rồi. Sao mà nó dài như cầm ngủ vậy? Cái style nó như vậy mà. Style kiểu rộng rộng á. Áo oversize. Rồi. AT là gì, ăn tiền hay ăn thịt con? AT là gì con? Anh Tú, anh em nói thẳng là anh Tú. Đúng không con? Lát hồi nói ăn là thịt chứ. Là anh Tú đấy. Trời, là anh Tú đấy. Và bây giờ đến với một bộ đồ mà em nghĩ là thời trang nhất. 3, 2, 1 là con gái phải xinh. Cô Sam là đi chơi nhiều quá bị ta trói chân lại phải không con? Dạ không, những người nào mà có đôi chân thon và đẹp như cô Sam á sẽ được mang những cái đôi giày như thế này, nó sẽ là nổi cái chân lên. Cô Sam đang cầm cái gì trên tay thế? Đó là trà sữa. Trà sữa, trời ơi. Bé biết là em mê trà sữa. Con bé nó biết hết, nó tìm hiểu hết. Riêng tôi là nó cắt tóc ha. Dạ không phải, chỉ là khi mà đội nón vào con nghĩ chú sẽ vuốt cái tóc lên đây và đội vào á. Ôi thông minh quá nhỏ. Còn nói gì nữa? Vỗ tay thưa quý vị. Từ từ bước xuống xin chúc mừng cô dâu chú rể. Rồi qua cắt kem, qua cắt kem đi, qua cắt kem. Tưởng ba làm gì như đi chợ vậy? Cắt lại đi con, cắt đi, cắt đi, cắt. Con thử cắt đi chó lẹ. Cắt chung 1, 2, 3. Rồi mẹ đi làm cơm nha. Rồi lên nha. 1, 2, 3. Mình không phải là Lam Chi mà là Marilyn Monroe. Lam Chi à, mình thấy rất thích bạn. Làm bạn trai mình nha. Mình nghĩ rất là đẹp á, nhìn nè. Lam Chi à, bạn bị điên hả? Lam Chi à, bạn bị cái gì vậy? Bạn đừng chạy nhảy nữa. Mày là ai vậy? Đừng xíu vào chuyện người khác. Miễn như ngàn chục con, mình được giờ đang. Sinh nhật thứ 8 của mình, chị dắt mình đi ăn phở để chúc mừng sinh nhật. Chị còn mua cho mình một cây kẹp tóc nữa. Mình cứ tưởng sẽ được cả nhà chúc mừng, nhưng họ đều không biết. Dù sao thì sinh nhật năm nay mình cũng đã rất vui bên chị. Hôm nay là sinh nhật của nhỏ Tâm Anh hả ta? Đừng mà, bạn có làm cách nào mình cũng không đưa đâu. Cái gì nó vậy, cái gì nó vậy? Mình không đưa đâu. Thôi mà.
Đưa coi mà thì tao mới tha. Thôi, mình không đưa đâu. Sinh nhật kệ mày chứ. Tiệm đóng cửa mất rồi. Đưa chỉ mà một cái thôi nhưng năn nỉ á nha. Dạ con mời chú. Cảm ơn con. Trời đất ơi, khuya rồi mà con còn đi đâu nữa hả? Cả nhà ơi, hôm nay là sinh nhật ai của nhỏ Tâm Tanh á. Ủa, bữa nay là sinh nhật của Tâm Anh à? Dạ đúng rồi. Tâm Anh, Tâm Anh, dậy đi em, dậy lên. Dậy lên đi. Sao vậy trời? Đi lên. Mừng ngày sinh nhật Tâm Anh. Mừng ngày sinh thổi đi con. Nè con gái, cô không có biết hôm nay là sinh nhật của con. Ngày mai cô sẽ dắt con đi ăn buffet, chịu không? Chúc mừng sinh nhật con. Nè Tâm Anh, sinh nhật của mình là phải nói cho mọi người biết nghe chưa? Tâm Anh, ngày mai chú sẽ tặng quà cho con nha. Sinh nhật của em anh không nhớ, anh xin lỗi nha. Con cảm ơn mọi người. Yeah.